Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a cộng gửi com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình số zalo của mình là không chín ba và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình ha mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó luôn À, và rồi, với những bạn nào mà mới vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên đó, các bạn có thể là nghe hết cái câu chuyện của ngày hôm nay Nếu cảm thấy hay, cảm thấy yêu thích cái lối kể chuyện của mình thì các bạn có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình Bởi vì mỗi một lượt đăng ký cũng như là bật chuông của mọi người như vậy đó Là mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho mình 1.000 đồng trên một lượt đăng ký Tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại, mình mua mình mua rất là nhiều thùng mì để mà đi phát cho những người vô gia cư ha rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 410 ngày hôm qua Thì ở tập 410 ngày hôm qua cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất Đó chính là bạn tên là Hùng Huỳnh Còn cái bạn ngày hôm qua comment sớm nhất Đó chính là bạn Tăng Phát ha Cảm ơn Tăng Phát rất là nhiều và cảm ơn Hùng Huỳnh rất rất là nhiều luôn rồi, không mất nhiều thời gian nữa, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì hey, cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á, là do một anh, anh này ảnh có cái Zalo ảnh tên là Trố nhưng mà cái tên thật của ảnh là ảnh tên là Hiệp. Anh đã gửi về cái Zalo uh, cho mình ha. Thì ảnh uh, hiện tại bây giờ thì ảnh đã uh, 33 tuổi rồi, nhưng mà ảnh có kể về một cái câu chuyện ảnh uh, xảy ra cũng mới gần đây thôi à. Ảnh uh, gặp một cái hiện tượng nó rất là kinh dị thật sự nó rất là kinh dị anh nói đó, thật sự ngày xưa tới bây giờ anh ma thì anh cũng sợ nói chung là anh cũng tin vào tâm linh anh anh đam mê chuyện ma anh thích nghe chuyện ma thì đương nhiên chuyện ma cỏ anh tin nhưng anh lại không nghĩ khi mà anh gặp ma đó anh lại gặp một cái hiện tượng ma mà nó giống như trong phim vậy đó à nó giống như trong những cái phim ma thái lan rồi phim ma hồng kông này nọ là anh nói rất là giống luôn đó và từ đó anh mới biết là có thể những cái nhà đạo diễn những cái nhà làm phim người ta đã đi thu thập người ta đã đi uh, giống như là người ta đi hỏi những người gặp ma đó thì người ta miêu tả lại xong rồi những người đạo diễn đó, người ta mới đem lên phim À chứ không phải là ờ ừ, là phim là vô lý đâu phim nó có lý họ đã họ đã biết được cái gì đó họ mới đem lên phim giống như vậy thì thôi bây giờ mình sẽ vào câu chuyện luôn để xem mọi người coi coi là có giống phim mai hay không anh nói đó, cái lúc đó đó là anh có đi chơi anh đi chơi trong một cái quán bar à một cái một, một cái quán bar nhưng mà nằm ở trên đường hai bà trưng ở quận nhất ha mọi người ha còn cái quán bar tên gì thì thôi xin phép mình giấu tên tại vì họ vẫn còn đang hoạt động thì hôm đó khi mà anh tới như vậy anh đi chung với một cái đám bạn của mình nữa thì trước khi mà anh đi ba anh nghĩ ừ là ở trong ba thì thường là chỉ có bán bia bán rượu thôi chứ còn mà ba cái đồ ăn nó toàn đồ ăn nhanh không mà kiểu như là khoai tây chiên rồi ba cái cá viên chiên nó ăn đâu nó có ngon lành gì đó chủ yếu là nghe nhạc nhảy không mà thành ra là trước khi mà đi vào quán bar đó anh đã ghé ừ, anh đã ghé anh đã ăn một cái món gì đó mà anh quên rồi thì khi mà anh bước vào trong cái quán bar đó ha thì cũng bắt đầu order rồi kêu rượu kêu bia kêu trái cây đồ ra đứng nhúng nhảy đâu tầm khoảng cỡ 10 tới 15 phút à rồi anh nói hình như là anh uống đâu được chừng ngụm hay ngụm bia chứ còn chưa có vô nữa cái đó là mới là mới là chào đầu thôi chứ chưa có mà quậy phá gì ghê gớm hết trơn đó cái bắt đầu anh bị chọt bụng à anh bị chọt bụng anh bị đau bụng à, anh nghĩ chắc à rồi xong chắc là cái món hồi nãy mình ăn cái anh mới quay qua anh mới hỏi cái một cái người giống như là phục vụ ở đó đó anh hỏi ừ là cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu thì cái người phục vụ đó người ta kêu anh anh đi lên trên lầu ba đó nha à, anh đi lên trên lầu ba ở trên đó nó có nhà vệ sinh thì anh mới anh 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 nghĩ anh cũng hơi bực bội nó ủa sao kỳ vậy ta thường thường anh cũng đi nhiều quán bar đúng không thì quán bar thường thường là cái nhà vệ sinh nó nằm ngay trong cái tầng trệt luôn À chứ ai đâu mà trời không lẽ xỉn sai vô rồi kêu đi vệ sinh mà mấy cái thằng xỉn mà nó lên tới lầu ba nó đi xuống sao nó đi nổi Anh thấy nó cũng hơi vô lý rồi nha nhưng mà thôi mình đang đau bụng quá mình cũng phải đi Thì khi mà anh đi vô trong đó đó anh nói đó khi mà anh bước ra khỏi cái cánh cửa Mọi người biết không Cái này mình phải nói cho kỹ kỹ chút xíu Ở trong cái quán ba đó họ làm những cái cánh cửa cái chất lượng nó rất là tốt để nhằm cái mục đích là nó cách âm À mọi người đứng ở bên ngoài mọi người Mọi người không bao giờ nghe được cái tiếng nhạc quá lớn từ bên trong phát ra Thì ở bên trong cũng vậy khi mà anh mở cánh cửa để mà anh đi vào cái lối thang bộ để lên trên lầu 3 đó Là cánh cửa nó vừa khép lại một cái thôi là anh nói là hầu như là một cái thế giới khác Anh không còn nghe, vẫn nghe âm thanh ình 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 đó Nhưng mà không có quá lớn thôi Nó im lặng hơn rất là nhiều Tự nhiên lúc đó anh nổi da gà à anh nói là anh cũng không có cảm giác không lại anh không có nhạy cảm tới nổi mà anh quá sợ ma đâu mà tự nhiên nó cho anh một cái cảm giác nó lạnh lạnh rồi đó rợn rợn da gà vậy đó xong anh cũng nghĩ trong đầu nó ừ thôi chắc mình kiểu như là đau bụng quá đó, mọi người kiểu như là nó, nó 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 nước tràn bờ đê rồi đó thành ra là, là nó mới bị cảm giác nổi da gà thôi anh cũng đi lẹ 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 lên trên lầu ba nha anh mới đi vô đó thì khi mà anh vừa vô đó rồi anh cái thói quen của anh là gì anh hay đi đi mình nói xin lỗi đi cầu á là anh hay hút điếu thuốc để cho nó đỡ cái mùi hôi với lại đàn ông mà nó như vậy ha Nhưng mà anh vô đó rồi nguyên một cái bản chành ảnh luôn là cấm hút thuốc trong toilet luôn Trời ơi anh nói trời ơi trời xui dữ vậy ta Thôi kệ đi cái chuyện này đang gấp Tuột quần xuống đi cho đã luôn À đi cho nó nhẹ bụng xong vệ sinh này đó các cái Đứng dậy bắt đầu đóng cái cửa toilet lại ha Đi ra rửa tay một cái ha Bắt đầu là mới đi ra ngoài cái chỗ mà cái hành lang đó lúc này á anh không có vội vã mà anh đi xuống anh bay nhảy làm gì trên á anh mới móc cái gói thuốc ra để mà anh anh hút thuốc à cái cảm giác mình mới vừa đi xong cho nó nhẹ bụng cái mình hút điếu thuốc cho nó đã cho nó sảng khoái chứ gì có có gì đâu thì anh đang đứng anh mồi thuốc lên anh hút gì nào? anh hút cái anh bắt đầu anh nghĩ ngợi lung tung á, bắt đầu anh mới nghe mới đầu tiên anh nghe một cái giọng nói mà nó thật là nó rất là nhỏ nó rất là nhỏ nó nhỏ tới nỗi mà anh phải chú tâm lắm mà anh mới nghe đó anh nghe cái câu nói đó anh nghe một cái lời nói kêu gì nè Cứu tôi với Cứu tôi với Đừng có giết tôi Đừng có giết tôi Mà nó nhỏ lắm Nó rất là nhỏ luôn Giống như là người ta đứng cách anh cả trăm mét Người ta kêu anh vậy đó Nó nhỏ tới nỗi như vậy Cái anh hút thuốc anh nói Ủa Mình có nghe lộn không ta Tại vì nó còn cộng hưởng thêm cái tiếng này, Sập sình sập sình ở dưới ở dưới tầng trệt nữa Cái gì ta Nghe gì mà cứu cứu cái gì ta Vụ gì ta cái anh con cũng kệ luôn anh cũng tưởng đâu ừ ai mở phim hay là mình nghe lộn như anh hút với thuốc anh hút đâu được tới nửa điếu bắt đầu anh lại nghe nữa nhưng mà lần này nó lớn hơn rồi à nó lớn hơn nó lớn tới cái độ mà anh nghe rõ nó không có quá lớn đâu nó không có phải là la hét mà vô lỗ tai anh quá lớn đâu nhưng mà cái mức độ nó vừa đủ để mà anh nghe và đó là giọng của một người phụ nữ kêu thảm thiết luôn cứu tôi với cứu tôi với đừng đừng có giết tôi đừng có giết tôi đừng đừng có giết tôi đừng có giết tôi rồi lúc này anh thật sự anh bàng hoàng nó ê, ê, ê cái này không 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 phải giống trong phim nha à, cái này cái này không phải là nghe lộn là cái vụ gì vậy ta cái vụ gì vậy ta anh mới bỏ cái đứa thuốc xuống anh lấy anh lấy chân anh dậm thuốc anh dụi thuốc cái gì nè thì anh mới ngẩn cái mặt lên để anh tính trong đầu anh là anh sẽ đi kiếm cái giọng nói đó ở đâu hiểu không kiểu như là nhiều khi là mấy cái đứa biến thái đó rồi nó đi vệ sinh xong mới thấy phụ nữ đẹp cái nó bắt vô rồi nó làm cái gì nó hãm hiếp này nọ đồ đó thì anh sợ vậy không mà tại vì trong cái môi trường vũ trường quán bar thì xin lỗi chứ nó cũng hơi phức tạp chút xíu ha anh vừa dụi đi thuốc một cái anh ngẩn cái đầu lên một cái ha là lúc đó là cái gương mặt của anh cái con mắt của anh á là anh trực diện vô trong cái cái nhà vệ sinh mà cái nhà vệ sinh này nó có cái cửa nhưng mà là cửa kiến cửa kiến có thể nhìn vô trong được à, kiểu như vậy ha còn cái chỗ nhà cầu là khác còn nhà vệ sinh là khác nha anh mới vừa ngẩng lên nhìn một cái ha anh thấy nguyên một cô gái nè đi thiệt là lẹ mà lướt lẹ lắm anh nói là tầm khoảng cỡ một giây à lướt từ trong nhà cầu lướt một cái du ra một cái ha đập cái mặt vô kiếm một cái kinh mà đưa hai cái tay lên gì là mọi người đập cái kiến cái kinh một cái mà cái mặt trời ơi trời nó máu me mà nó nhăn nhúm rồi nó có những cái đường mà gạch 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 trên mặt nói chung là cái mặt đó, cái nát bét luôn cái mặt mà nát bét cái mặt giống như anh nói giống như là hả, ra ngoài chợ mà người ta bầm thịt heo á thịt heo mà thịt bầm đó người bầm bầm bầm, bầm mà nó nát giống vậy đó. chẳng khác chỉ có khác một cái là có mắt có mũi có miệng mà nó ghê lắm mà đưa hai cái tay lên trên kiến định một cái in như nè mà không hiểu sao anh còn nghe một cái cành một cái đó nha là một cái in một cái anh nhìn một cái trời ơi anh nói là anh đứng hình nha anh anh hước một cái gì nè anh trời ơi anh đứng hình ba giây trong vòng 3 giây đó mà anh cứ nhìn vô mặt cô gái đó mà nó rất là ghê, tóc tai bùi nhùi máu me đồ lem luôn, dính đầy ở trên kiến một cái ha. Sau 3 giây rồi nha, bắt đầu ha, anh dục anh chạy. Anh dục anh chạy, lúc đó là chạy như chưa bao giờ được chạy luôn nha. Mà anh lúc anh chạy đó, anh không có định hình được là họ có dí theo hay không. Họ có chạy đằng sau họ kêu với anh hay không thì anh không biết. Nhưng anh khẳng định lúc anh chạy anh vẫn còn nghe cái giọng nói cứu tôi với cứu tôi với đừng có giết tôi đừng có giết tôi cứu tôi với cứu tôi với anh vẫn nghe trong đầu anh à có thể là ám ảnh hay là sao đó anh không biết nhưng mà anh vẫn nghe như vậy trời ơi, anh chạy một cái dù xuống dưới đó ha mà tay chân anh nó tái mét luôn Bắt đầu anh mở cửa ra thì anh định hình lại gì Anh sẽ bước vô đó, anh sẽ nấu lại với cái đám bạn của mình Nhưng khi anh bước vô đó rồi Thì thấy ừ là trên bàn của cái đám bạn đang ngồi đó Là mỗi đứa giờ mới nó cũng quất Mỗi đứa cũng hai ba lon rồi Là thấy là nó cũng khè khè Bắt đầu là đứng nó nhảy búa lô xua nhảy hết trơn rồi Anh nghĩ rồi thôi Chắc kiểu này mà nó không được đâu Tại vì thứ nhất cái môi trường trong đây là nó nhạt sập sình như vậy Mà để kể lại một cái câu chuyện ma nó chi tiết như mình kể cho mọi người Thì làm sao mà nghe cho hết Tại nhạc sập sình kinh 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 mà rồi cái thứ hai nữa đứa nào cũng bia bọt vô hết mà mình nói ra cái bắt đầu hả tụi nó nói mình tưởng chọc này nọ đồ giỡn như tụi nó nữa bắt đầu anh cái cách cuối cùng là gì anh xin phép anh đi về trước với một cái lý do là ừ là ừ người nhà bệnh hay là làm sao một cái lý do mà phải cần mình về nhà đó đó là anh vô anh nói để anh đi về tại vì anh rất là sợ không có còn tâm trí nào mà đứng lại mà nhúng nhảy cái gì nữa hết trơn là chỉ có đi về thôi đó rồi sau đó khi mà anh đi về rồi ha anh dắt xe ra rồi ha anh mới nhìn lại anh mới nhìn lại cái quán bar đó một lần coi như là lần cuối cùng đó nha anh nhớ địa chỉ nhớ tên quán bar là coi như lần sau bạn bè nó có rủ á là không có đi nhưng mà anh cũng dự định trong đầu rồi là ừ là có thể là qua ngày hôm sau cái đám bạn nó gặp lại cà phê cà pháo anh sẽ kể lại cho nghe để mà tụi nó rút kinh nghiệm đừng có đi à, đi nhiều khi là mình nó không phải là cái gì nhưng mà nhiều khi mình đau bụng này nọ mình đi mình lên toilet mình gặp cái tình cảnh như vậy rồi anh á thì anh 33 tuổi rồi cái tinh thần anh thì nó cũng tốt đó anh sợ thiệt nhưng mà anh không có bị điên điên khùng khùng chứ lỡ như mà ừ là dẫn bạn gái đồ này nọ vô chổng rồi mấy đứa mấy người phụ nữ người ta thấy nữa người ta sợ quá điên điên khùng khùng sao tại vì anh nói nó kinh dị quá nó y như trong phim ma thái lan mà anh hay coi phim ma hồng kông rồi tự nhiên quay qua cái nó lướt lại một cái dèo nó kinh cái lên như vậy mặt mài máu me không mà nó rất là ghê kiểu đó là rất là ám ảnh luôn thậm chí bây giờ anh nói đó hiện tại tới bây giờ anh vẫn còn ám ảnh mà lâu lâu anh ngủ anh hay mơ thấy cái gương mặt đó mà anh thức dậy giữa đêm mà nó kinh dị tới nỗi như vậy nhưng mà thôi cho phép mình thì mình không có nhắc tên cái quán bar này tại vì hiện tại bây giờ thì họ vẫn còn đang hoạt động ha mọi người ha à, rồi đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên do một anh tên hiệp anh đã gửi về zalo khá là ghê ha mọi người ha rồi bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai này á là do một chị chị này chỉ có cái tên là kim tôn nữ chị đã gửi về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình thì chị kể là cái câu chuyện này là cái năm đó là năm 2007 cách đây là cũng 13 năm thời gian trước đó thì chị ở trọ ở trên quận nhất nhưng sau này bắt đầu là chị có quen bạn trai xong mới bắt đầu là thành người yêu luôn và chồng sắp là, là chồng sắp cưới luôn rồi đó sau này chị mới cưới nha nhưng mà thời điểm gặp gặp chuyện là chưa có cưới thì à, chồng chị mới ra cái ý kiến là thôi em ơi chắc bây giờ là mình sẽ đi qua bên chỗ Bình Thạnh đi, anh biết có cái chỗ kia là người chủ nhà người ta có căn chung cư đó, à, nó cũng cũ cũ thiệt nhưng mà nó cũng rộng rãi, người ta cho cái giá thì nó cũng chỉ mắc hơn phòng trọ chút xíu à, thôi mình chuyển qua đó mình ở cho nó rộng rãi, chứ ở trong quận nhất này trời ơi giá nó mắc quá đi mà cái phòng nó như cái lỗ mũi gì đó, qua rồi nấu nướng rồi nó khó khăn thì chị nghe như vậy cũng ok chị mới đi qua bên đó thì đó chính là bên bình thạnh đó chính là gần gần chỗ thanh đa ha mọi người ha đó thanh đa chắc mọi người ở bình thạnh sẽ biết ha thì khi mà đi vô đó thuê như vậy thì đúng thật tại vì chung cư mà nó phải có phòng này phòng kia nó cũng hình như là à, một hai cái phòng ngủ gì đó rồi phòng khách này nọ đồ nữa nhưng vô đây ở là không phải là chỉ có hai vợ chồng chị không mà còn có thêm ba cái người em chồng nữa toàn là nam không à là ở trong đó tổng cộng là có bốn người con trai và một người 1 phụ nữ như chị ở nên đâm ra cái chuyện nó cũng không có cái gì gọi là ma cỏ cả nhưng mà rồi đó trước khi mà dọn vào đó thì uh, nguyên một đám kiểu như là cũng kéo nhau đi nhậu để mà ăn mừng là chuẩn bị chuyển qua nhà mới đó thì khi vào đó nhậu rồi thì chị mới tìm hiểu nói chuyện qua lại thì chị mới biết là toàn bộ năm người đó bốn nam một nữ ai cũng sợ ma hết trơn đó ai cũng sợ ba bắt đầu nói tới vấn đề ma cái hôi hôi đừng nói tới này nọ là sợ lắm là nắm mắt tâm lý chỗ đó trước đi hai mình cứ khúc sau mình nói tiếp ha rồi qua ngày hôm sau bắt đầu là dọn vào ở rồi thì thấy là cũng không có cái gì phải mất công dọn nhiều tại vì hình như là cái nhà này những người thuê người ta mới vừa trả cách đây mấy ngày à, đâm ra là sơn phết này nọ lau chùi sơ sơ thôi là ở vô được rồi thì trong cái quá trình dọn dẹp như vậy đó là chị mới thấy là người nhà không biết là chủ trước hay là cái người thuê trước Người ta mới để lại một cái tủ Thì chị mới lục cái tủ ra, chị nói ừ là cái tủ này thấy cũng còn tốt quá chứ Thì cũng còn được chứ mình đem dục chi cho nó ổn Thôi mình đem coi những cái đồ nào vật dụng ở trong không xài đem dục chứ để lại cái tủ xài Thì khi mà đang dọn dẹp như vậy thì chị mới thấy là có một cái sắp hình chị thật sự là chị không nhớ là là mấy tấm đâu Chị tầm khoảng cỡ 7-8 tấm hay là 9-10 tấm gì đó chị không nhớ nhưng mà toàn bộ tấm hình đó đều là của một cái bé trai mà theo như chị nói là nhìn cũng bụ bẩm, nhìn cũng dễ thương lắm. Cũng trắng trẻo dễ thương lắm, tầm khoảng cỡ 5-6 tuổi gì đó đó. nhưng mà chị cầm tấm hình rồi chị cũng coi coi nó trời con nhà ai mà dễ thương quá hình dễ thương kiểu này mà để nghĩ sao mà để quên lại này nọ rồi đó cái chị lơ đễnh sao chị nó thôi chắc là người ta có nhiều hình đó người ta không cần tới đó chị đem chị dục thùng rác luôn à chị đem chị dục thùng rác và chị cũng không có nói với ai cái chuyện đó tại vì cái chuyện đó nó cũng là nhỏ nhặt thôi chứ cần gì phải nói lại rồi bắt đầu chị ở đó thì khi mà chị ở đâu tầm khoảng cỡ được một tuần lễ bắt đầu nó mới có chuyện xảy ra cái hiện tượng đầu tiên là chị gặp chị thật sự chị cũng không biết là hiện tượng đầu tiên là chị gặp hay là những người khác gặp nữa nhưng mà chị nói trước là chị gặp đi ha cái hôm đó, đó là chị làm ca sáng, công việc của chị á là chị chỉ làm buổi sáng thôi. Tới trưa chị về, chị ngủ cho tới chiều tối chị mới đi làm tiếp. Đâm ra là 5 giờ mấy sáng là chị phải dậy rồi mà lúc trước ở quận nhất á xẹt qua một cái là tới chỗ làm rồi. Bây giờ tuốt ở Bình Thạnh thành ra là cái đoạn đường nó đi nó hơi xa một chút xíu. Đấy. Thành ra chị dậy sớm ha rồi chị làm lụng này xong cái 10 giờ mấy 11 giờ đó bắt đầu là chị mới đi chạy thêm một đoạn đường dài nữa về tới chung cư với nhà của mình thì khi mà về tới rồi do là không có quen mà mới vừa chuyển thành ra là mệt mỏi lắm lên phòng là coi như là quăng không nói là xin lỗi chứ là à, không có tắm rửa gì hết trơn đó tại vì nó quá mệt mỏi rồi đáng lẽ là chị phải tắm đó nhưng mà thôi mệt mỏi quá quăng túi sách quăng bên nằm cái cạch xuống giường thả người cái đùng xuống cái giường một cái là coi như ngủ hả à. thì khi mà chị nằm ngủ như vậy nè trong cái lúc chị nói là chị mê man chị mê man chị nằm mà cũng như là nửa tỉnh nửa mê đó nửa ngủ nửa thức đó thì chị thấy nha không phải là mơ đâu mà chỉ thấy là có một cái thằng nhỏ nó cũng tầm khoảng cỡ năm sáu tuổi nhưng mà thật sự là chị không nhìn thấy cái mặt chứ nếu mà chị nhìn thấy cái mặt lúc đó là có thể là chị biết là ma ngay liền rồi nhưng mà chị không thấy cái mặt tại vì chị thấy nó đang chạy giỡn như nè nó đang chạy mà nó chạy ngộ lắm nó không hề phát ra một cái tiếng chân mà cái cái nhìn cái hình ảnh á, thì nó chạy nó lăn xăng nó chạy rất là lẹ rất là nhanh nó còn cười cười giỡn giỡn nữa mà tại sao mình lại không có nghe bất kỳ âm thanh tiếng chân hay là tiếng cười tiếng nói gì cả nó mới chạy vòng vòng trong phòng thì ngay lúc đó chị làm gì chị nghĩ trong đầu vậy nè ủa con cái ai vậy ta hay là bên nhà chồng mình tại vì chị cũng mới quen nhiều khi là chị còn chưa biết hết bên dòng họ nhà chồng nữa thì chị nghĩ chắc là thằng cháu chồng hay là ừ thằng em út của bên chồng mình hay gì đó nhưng mà thật sự chị nói là chị mệt mỏi rã rời, chị mệt mỏi lắm rồi chị không có thèm để tâm nữa, chị cũng nhắm mắt luôn, chị cũng nhắm mắt chị để đó luôn thôi kệ nó nó chơi một chút nó chán nó đi ra chứ mình ngủ đi mình mệt quá thì chị đang nằm ngủ một hồi bắt đầu là chị nghe cái tiếng cạch, chị nghe cái tiếng cái nó không phải là cái tiếng ở ừ, tiếng tách đó. phải tiếng cạch một tiếng tách một cái thì chị vừa nghe thôi là chị biết à là cái tiếng cái tiếng này á chính là cái tiếng mở cái máy tính à bắt đầu chị mới mở bắt đầu chị có một cái máy tính bàn á là chị biết là cái thằng đó nó mở vô cái cục cpu đó nha là chị mới bật dậy liền tại sao vậy tại vì cái máy tính là cái 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 nó rất là quan trọng nó có rất là nhiều cái dữ liệu quan trọng mà chồng không có nên cho mấy đứa nhỏ nó xài thì chị mới bật chị ngồi dậy liền thì khi mà chị bật chị ngồi dậy đó là chị không thấy thằng nhỏ đâu cả à chị không thấy thằng nhỏ đâu cả và trong phòng chị nó vắng tanh nó không có gì hết mà cái máy tính nó cũng không có mở lên luôn chị quay qua chị lại quay lại cái bắt đầu chị nghĩ gì chị nói Ủa không lẽ mình mệt quá mình mơ ta Hồi lẽ mình nãy mình mơ thấy thằng nhỏ chứ đâu phải không phải là mình tỉnh đúng không Thôi kệ nằm xuống ngủ tiếp Chị vừa nằm xuống tầm khoảng cỡ 30 giây 40 giây thôi Bắt đầu là chị nghe tiếng cái tiếng tắt một cái nữa Chị bật chị ngồi dậy nữa chị nhìn cũng không thấy ai Đó cái lần thứ hai chị lại nằm xuống cũng 30 giây 40 giây sau nghe một cái tắt một cái chị im luôn Chị kệ đó chị nghĩ trong đầu ừ là chắc là cái tiếng gì đó chứ không phải là cái tiếng của cục CPU đâu nhưng ngay lúc này cái Windows nó khởi động lên luôn Và cái thời điểm chị nhớ năm 2007 lúc đó chị còn xài Windows XP nữa Windows XP nữa Thì khi Windows XP á, mà cái máy bàn của chị nó có cái loa ngoài nữa đó Là nó sẽ có một cái âm thanh khởi động À nó tèn tén tèn này nọ rồi ha mọi người ha Bắt đầu nó phá cái âm thanh nó lên và cái máy tính nó mở lên luôn ha Trời ơi cái lúc đó chị bật chị ngồi vậy Chị nhìn xung quanh không có ai hết trơn Là chị biết ma rồi bắt đầu là chị biết ma rồi ha thì ngay lúc đó đó nha mình xin lỗi mọi người lúc đó chị không có ngồi dậy xin lỗi mọi người quên chi tiết đó chị không ngồi dậy mà chị mở mắt ra chị nhìn thấy cái máy tính nó mở lên là chị biết có ma rồi nha là cái lúc đó chị tính ngồi dậy để chị chạy ra khỏi phòng mọi người hiểu không nhưng chị không chạy được nữa chị bị đè cứng ngắc luôn chị bị đè cứng ngắc luôn ha mọi người ha bắt đầu là chị còn nghe cái tiếng mà cái bàn phím á mọi người nó tách 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 trời ơi hai lúc đó là kinh dị vô cùng mà chị quay lại chị nhìn các bạn máy tính thì không có một ai hết trơn đó mà chỉ cứ nghe là tiếng gõ tát 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 như vậy nè rồi xong bắt đầu chị niệm phật lúc này chị niệm phật chị nói là chị niệm một hơi một hồi ha chị đấu tranh với lại cái vong cái vong ma cái vong nhi nữa đó là nửa tiếng đồng hồ ở đây chị niệm chị càng niệm thì cái bàn phím nó gõ càng lớn nó gõ tách 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 tách, tách nó gõ hoài như vậy đó và chị cứ cố gắng chị niệm 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 phải cỡ nửa tiếng đồng hồ sau đó là bắt đầu mọi thứ nó mới bắt đầu trở lại bình thường không còn nghe tiếng tách tách nữa và chị quay qua là cái màn hình máy tính nó cũng tắt luôn coi như là cái cục cpu nó cũng ngưng hoạt động luôn rồi đó đó lúc đó trời ơi chị mới ngồi vậy ha chị mới đi chị chạy xuống nhà một cái thì khi mà chị chạy xuống nhà là chị tính gì? Chị tính là chị kể lại cho những người nhà nghe Nhưng chị sực nhớ ừ là trước khi dọn vào mình nhớ là ừ ngay cả chồng mình Với lại ba cái thằng em chồng của mình á, đứa nào cũng sợ ma hết trơn á Nếu bây giờ mình mình kể ra vậy rồi cái ba cái đứa kia nó sợ quá nó không dám ở chung nữa này nọ đâu Còn có hai đứa ở là chết nữa Thành ra chị im luôn kia nói chị anh hùng á chị nói ừ thôi chắc mình gán chị một mình đi Chắc là nó hiện nó chọc mình có một lần rồi thôi chứ nó không chọc nữa đâu đó là kiểu như vậy ha Bắt đầu 10 ngày sau Lúc này trong vòng 10 ngày đó là chị không gặp gì cả 10 ngày tới cái ngày đó là chính là cái ngày sinh nhật của chị cái hôm đó thì bắt đầu là nguyên một đám mới ngồi chung nè sinh nhật mà mua bia bọt đồ bắt đầu bán bánh kem sinh nhật về thổi bánh kem hát mà happy birthday nọ đồ nhậu hồi sương sương phê, phê phê vô rồi đó thì không biết đưa đẩy đưa đẩy câu chuyện sao bắt đầu mới dẫn qua bên cái câu chuyện ma thì khi mà dẫn qua bên chuyện ma rồi thì lúc này là có hai người em chồng hai trong số ba người bắt đầu mới kể lại nó trời ơi trời nói chi đâu xa ở trong nhà của mình cũng có vậy không biết là ai có thấy không chứ em thấy đó bắt đầu là một người tên vinh à, người đó kể lại trước bắt đầu kể là em thấy ở trong nhà này hình như là có vong nhi em không biết bao nhiêu tuổi nhưng mà em nghĩ là tầm khoảng cỡ năm sáu tuổi là lúc này chị cái chị mình đặt gì này tôi chị tên nữ ha là chị nữ chị nghe là chị biết rồi đúng không bắt đầu im cho nó nó kể tiếp thì bạn Vinh bạn kể là tối hôm đó bạn Vinh có dẫn bạn gái về phòng để mà ngủ tại vì có phòng riêng mà Thì khi mà hai đứa đang ngủ như vậy nè Đang nằm ngủ mê man như vậy là bắt đầu là mới nghe cái tiếng cạch 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 theo chu kỳ như vậy đó Mới đầu nghe thì cũng không để ý đâu Tại vì trời ơi ở nhà chung sinh hoạt chung thì biết đâu bên phòng bên kia nó làm cái gì Nó khửi khửi nó đục đục cái gì làm sao Nhưng mà nó cứ cạch 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 hoài nhất cái đầu đi mới mở mắt ra để tính là đi qua chửi nhưng mà cả hai người này vừa mở mắt ra một cái thôi thì thấy chứng kiến cái cảnh nó rất là kinh dị. Cái cái ghế xoay, cái ghế mà cái ghế văn phòng mọi người, ghế ngồi máy tính mà ghế ghế, ghế xoay đó nó đang xoay. À nó nằm ngay chỗ cái bàn như vậy đó nha mà nó đang xoay nè. Mà mỗi lần nó xoay như vậy nó hết một vòng là nó nghe một cái cạch đó mà nó xoay nhanh tới nỗi mọi người nghe cạch 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 hoài như vậy luôn. Đó bắt đầu hai đứa nói, trời anh ơi, gì anh? gió thổi hay gì mà nó quay ghê vậy anh cái ông dinh kia ông cũng sợ nó anh cũng đâu có biết đâu em ơi cái hai người ôm nhau vậy nha nhưng mà nó quay đâu tầm khoảng cỡ 30 giây cái nó ngừng lại à mà nó ngừng không phải là cái ghế quay á mọi người nên biết mọi người nó quay khi mọi người muốn ngừng lại mọi người không đụng tới đó là nó sẽ quay từ từ lại ví dụ như là mình nói cạch 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 nó mới ngừng lại đúng không còn không cái ghế này là nó ngừng bất chợt nó ngừng thì cái khung cảnh đó mình nhìn là nó rất là phản vật lý mọi người nó kỳ lắm nó quay quay cạch 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 nó dừng cái két luôn nó dừng lại đột ngột như vậy luôn bắt đầu là hai người này rung nữa nha bắt đầu ôm nhau nữa rồi nha chưa đâu 5 giây sau thôi bắt đầu là nó quay tiếp giống như là có một cái người vô hình đang đứng nó quay xong cái dịnh lại quay xong cái dịnh lại quay xong cái dịnh lại, đó nguyên một đêm á nó quay là cái chục bận chứ không phải là ít nó quay hoài như vậy đó khi nó quay chút xíu cái nó ngừng nó ngừng năm mười phút nửa tiếng nó quay nó quay tầm khoảng cỡ một hai phút cái nó ngừng cái bắt đầu mười lăm hai phút sau nó quay tiếp nó cứ làm vậy đó còn cái cặp bị làm gì nằm ôm nhau niệm phật không luôn nguyên một đêm không ngủ được mà nói là không mà nó xin lỗi chứ không có làm cái chuyện vợ chồng cái chuyện gì được hết trơn cứ nằm ôm nhau mà rung rung như vậy nè tại sao không chạy ra khỏi phòng mọi người bởi vì cái ghế nó quay ngay chỗ cái cửa phòng luôn coi như là nó trắng luôn cái lối đi luôn nó chắn luôn cái lối mà đi ra khỏi cửa phòng luôn bây giờ muốn đi ra khỏi phòng là phải đi ngang cái ghế đó mà mọi người biết rồi những người mà sợ ma giống như là những bạn nằm nghe chuyện ma mình mà hay tưởng tượng á là nghĩ ừ hơn bây giờ đứng lên đi lại cái ghế biết đâu là ma nó nhảy ra nó chụp chân rồi nó nó nhập vô mình này nọ đồ rồi nó cắn mình hay sao đó cái đầm ra cái bắt đầu là hai bạn này cứ nằm ôm nhau niệm phật cho tới sáng Tới sáng khi nào mà gà gái rồi mặt trời lên này nọ rồi có ánh sáng chiếu vô phòng Lúc đó mới hết sợ mới dám đi ra Mà khi mà đi ra cũng còn phải né né cái ghế nha Né né cái ghế nó vẫn còn nằm đó luôn nha Nó vẫn còn nằm ngay giữa nhà vậy đó Chứ còn tối hôm đó là bạn Vinh mà nó đẩy vô trong cái bàn rồi đó Mà bây giờ nó nằm giữa nhà không dám đụng cái ghế luôn Đó đi mà né 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 cái ghế mới dám chạy ra cửa phòng mới dám đi ra rồi cũng không kể lại tại sao vậy Tại vì bạn Vinh bạn cũng nói nó ừ là nhà này hả cái bà nữ nè với ông anh này nọ đồ đứa nào cũng sợ ma hết trơn đó thôi kể lại tội nghiệp đàn ông con trai không sao chứ mình mình bà nữ bả con gái nè kể bả nghe bả sợ tội nghiệp bả cái cũng im luôn cũng không có kể lại với ai luôn tới lúc mà sinh nhật của chị nữ nè bắt đầu là xỉn vô mới dám kể lại đó là cái câu chuyện của bạn Vinh bây giờ cái câu chuyện thứ hai thì sau khi mà anh Vinh anh kể xong rồi là có ông kia ông tiếp đà luôn ông đó ông tên là Ngân con trai nha nhưng mà tên là Ngân thì anh Ngân ảnh mới kể đó là cái hôm đó ảnh đi về ảnh đi về cái cái chung cư này thì ảnh ở có một mình thôi còn chị nữ đi làm nói chung là người ta đi làm hết có một mình ảnh ảnh được về sớm ảnh ảnh về một mình ảnh đang ngồi trong nhà như vậy nè thì khi á mọi người biết không nếu mà cái phòng đó không có ai ở là đương nhiên sẽ khóa cửa ngoài Nhưng mà nếu có người ở bên trong đó là sẽ khóa cửa trong Tại vì uh, chung cư rồi uh, chung cư bên Thanh Đa nói chung là nó cũng phức tạp mọi người Nhiều khi mình để hớ hên như vậy rồi biết đâu mình đang đi ngủ hay là mình đang làm lụng dưới bếp Hay là mình đi trong toilet cái uh, có thằng ăn trộm nó vô nó ginh cái tivi rồi sao kiểu như vậy Thành ra là có người ở nhà là khóa cửa trong, không có người ở nhà là khóa cửa ngoài đâm ra đó là cái anh ngân này anh mới khóa cửa trong đi anh mới đi vô trong buồn bắt đầu anh nằm anh 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 coi tivi hay là anh chơi laptop hay là sao đó để mà anh nằm anh đang nằm như vậy nè thì anh mới nghe anh mới nghe cái tiếng mà giật nước ở bồn cầu đó nghe tiếng này giật cái rét rét này nọ đổ dưới cái bồn cầu đó thì ngay lúc đó là do ảnh đang mê cái cái chương trình coi phim gì đó bắt đầu anh mới nghĩ trong đầu vậy nè nó à chắc là một là thằng vinh về hai là ừ là bà nữ bà về hay là những người khác về chứ ngay lúc đó thì anh ngân anh lại vô tình anh quên đi mất cái chuyện là mình đã khóa cửa trong rồi nếu mà có người vào là phải gõ cửa phải kêu ảnh quên mất tiêu luôn Tâm ra ảnh quên như vậy nên ảnh mới không có sợ đó anh nằm anh coi tiếp cái tầm khoảng cỡ hai ba phút sau cái nó giật nước lần nữa anh nói ủa ai vậy ta cái này là chắc vậy là hai người về à vậy là hai người về thì người này đi vô xong người kia đi ra rồi bắt đầu là mới giật nước hai lần như vậy anh cũng chưa có à, giờ anh thật sự là rất là mắc cười ha anh cũng chưa có nhớ tới cái chuyện là anh đã khóa cửa trong luôn anh cũng cứ nằm anh coi tivi tỉnh bơ không có gì gì thấy ra nằm chút xíu cứ cứ hai ba phút nó giật nước một lần hai ba phút nó giật nước một lần bắt đầu anh đếm ừ lần này là anh Vinh nè ừ lần kia là anh tùng nè ừ bà nữ nè ừ ông anh mình nè là coi như bốn người đúng không anh này anh không đi anh ngân anh còn trong phòng là tổng cộng là có bốn người là giật nước bốn lần cho tới cái lần thứ năm ha cho tới cái lần giật nước thứ năm mà giật nước sao mà nó cứ cách nhau khoảng cỡ một phút hai phút à một phút hai phút là giật 1 lần một phút hai phút là giật 1 lần bắt đầu anh tới cái lần thứ năm mà nói ủa vậy, vậy ai ta ủa mà đi cái gì mà ủa trong cái chung cư này nó cũng có hai cái toilet thì chia nhau ra đi chứ sao mà có cái toilet không lẽ xếp hàng vô cái người này đi xong cái giật nước người kia đi xong giật nước mà nó cứ liên tục nó theo một cái chu kỳ đều đặn đó mọi người hiểu không có nghĩa là giật nước xong nước vừa bơm lên là giật tiếp nước vừa bơm là giật tiếp nó đều đặn như vậy đó trời ơi ngay cái lúc này đó nha anh bắt đầu anh mới đi nha anh mới mở cái cửa ra anh lú cái đầu anh ra hỏi ủa uh, 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 có nhà có ai mới về hả anh lú ra cái đầu một cái anh nhìn ngay cái cửa chính nha cái ổ khóa của anh đang bóp nha rồi xong nói là da gà da dịch nó nổi mặt mài tái mét ha lúc đó mới nhớ lúc đó cái ông cố đội đã Độ mới nhớ là à mình khóa cửa trong muốn vào là phải gõ cửa vậy là năm cái tiếng giật nước hồi nãy giờ là của ai giật vậy trời ơi anh anh chạy một cái dù vô trong giường anh nằm anh chùm mền rồi sao nữa mọi người niệm phật mà niệm Phật ác cái là cái bữa hôm đó là tới 3 tiếng đồng hồ sau thì bắt đầu là chị nữ này nọ đồ, anh Vinh này nọ đồ mới về đó nha. Là coi như anh nằm đó anh niệm suốt 3 tiếng đồng hồ luôn, anh cứ anh niệm 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 niệm, niệm mô gì mà nó mô gì anh sợ đó. Anh nằm anh run run như vậy nè rồi cho tới khi mà chị nữ chị về này nọ rồi cũng không có dám kể cũng giống như chị nữ cũng giống như anh vinh ừ là sợ kể lại xong rồi ai cũng sợ rồi ừ này nọ đồ có tội nghiệp đúng không im luôn cho tới ngày sinh nhật của chị nữ mới dám kể lại rồi cái ngày sinh nhật đó từ đang vui chuyển qua buồn luôn không phải vì chuyện ma mà buồn mà buồn gì là buồn cái gì buồn vì cái chỗ này nó tốt quá nó rộng rãi nó thoáng mát này nọ đồ đường xá nó cũng ok nó chỉ hơi xa chút xíu thôi chứ mà nó cũng thông thoáng bây giờ gặp ma kiểu này rồi thôi chắc phải trả nhà công sức hai ba ngày nai sơn phết này nọ lao dọn bây giờ phải trả nhà mà bây giờ trả nhà mình đặt cọc hai tháng rồi mình liên hệ chủ nhà mà nếu mà chủ nhà lật rộng một cái là mất luôn tiền cọc nữa bây giờ phải đấu tranh một là ở lại hai là ừ là phải đi mà nếu mà đi thì phải mất tiền cọc Thôi nhưng mà quyết định là đi Tại vì nhà mà có vong rồi thì ở nó thường nó sẽ bị xui xẻo rồi Chưa tính đến cái chuyện mà nguy hiểm tính mạng nữa Quyết định đi Nhưng mà hên sau khi mà gọi chủ nhà nói Ừ là anh ơi cho cho em cho em trả hợp đồng được không Thanh lý hợp đồng rồi anh trả tiền cọc giúp em được không Coi như là em bỏ cái tiền mà tháng nhà tháng đầu tiên thôi Anh giúp em trả tiền cọc được không thì chủ nhà hỏi trời ơi sao được em ơi. Trời ơi hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng em làm vậy rồi 10 người như em rồi sao anh cho mướn được nhà em ơi. Mà sao vậy? Sao mà anh thấy là nhà đó cũng sạch sẽ mà. Sao chả vậy? Chị chỉ nói đơn giản thôi. Nhà này có con nít anh ơi em mở không được. Ông kia rồi 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 Chiều nay anh gặp em nha anh trả là em hết luôn Coi như là mấy bữa nay em ở là coi như là anh anh tặng cho em em ở luôn Anh không có lấy tiền gì hết trơn đó Nhớ giúp anh nha đừng có nói ai nghe trời ơi chết anh luôn đó Đừng có nói ai nghe người ta không có mướn đó Là anh không có tiền anh xoay sở thôi thôi vậy nha em Vậy nha em cúp mấy cái rụp Chiều hôm đó qua bắt đầu là cái mặt ổng sượng một đống luôn vô là cầm hợp đồng xé rẹt rẹt trả lại tiền hợp đồng này nọ đồ ừ là thôi nhớ nha hứa giúp anh đừng có nói cho ai nghe nha tội nghiệp anh lắm trời ơi anh khổ lắm em ơi anh khổ lắm em ơi ổng cứ nói vậy đó thì khi mà ổng nói như vậy quá trời rồi thì chị này chị cũng mình cũng tế nhị đúng không không lẽ giờ mình hỏi thẳng là ừ thằng nhóc đó con anh hả hay thằng nhóc đó ừ, là cháu của anh hả mình hỏi vậy nó kỳ quá chỉ thấy là ổng nói trời ơi anh khổ lắm em ơi anh khổ lắm em ơi chỉ cần nói vậy thôi là biết rồi Là thằng nhóc nó phải dính dáng gì tới ổng là ổng mới khổ như vậy Nhưng mà thôi trời ơi trả được tiền cọc mừng thấy bà rồi chụp tiền liền là Tối hôm đó là dọn đi qua chỗ khác ở liền chứ không không có dám mà nói thêm tiếng nào nữa hết trơn đó đó, rồi đó cũng là một cái câu chuyện ngắn do một chị tên là Kim Tôn Nữ Chị gửi về trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình ha Tuy mà nó ngắn như vậy nhưng mà nó cũng có nhiều câu chuyện khác nhau trong đây Và nó cũng rất là kinh dị ha mọi người ha cái câu chuyện thứ ba này á, là do một bạn, bạn này bạn tên là VV, bạn đã gửi về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình luôn ha. Thì à, hiện tại bây giờ thì bạn cũng à, được 23 tuổi rồi, nhưng mà bạn kể là cái câu chuyện cái năm đó là bạn mới vừa lên à, lớp 3 thôi, là vị chi nếu là lớp 3 thì mình nghĩ là cỡ 8, 9 tuổi gì đó ha mọi người ha. Thì lúc đó đó là bạn thì từ nhỏ tới lớn thì cái khoảng thời gian mà bạn còn mới vừa sanh ra rồi 1 2 tuổi thì bạn không nhớ đâu. Nhưng có thể lúc đó là bạn ở với mẹ. Nhưng tới khi mà bạn biết chuyện rồi đó là bạn được ở với ông bà của mình bởi vì ba mẹ bạn đi làm lụng xa đó, gửi con cho 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 bên bên nội đó để mà giữ kiểu như vậy ha. Thì uh, nhà của ông bà của bạn là một cái căn nhà nó rất là nhỏ và nó còn nằm ở trong hẻm sâu nữa và nằm ở cuối căn hẻm nữa. Cái căn nhà này là được xây dựng từ cái thời kinh tế mới rồi. và có nghĩa là nó rất là lâu cả mấy chục năm trời rồi. Mà lúc đó xây đó là cũng xây theo kiểu xây kiểu như không có tiền đó mọi người. Đâu có cột mốc gì mà cột cột móng gì mà chắc chắn đâu. Đó chỉ là một cái tầng trệt và một cái lửng thôi. Thì tới cái thời điểm mà bạn học lớp 3 nha, bạn ở từ lúc 3 tuổi cho tới khi bạn học lớp 3 đó là cái gác lửng nó bị mục do là có lúc dột nè rồi mưa mưa nắng nắng rồi tùm lum tùm la hết trơn á là cái 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 gác nó bị mục rồi, không có ở được nữa. Lúc này đó ông bà của bạn mới gom góp tiền lại là bắt đầu là gom được tiền rồi, cũng được được, được tiền rồi đó là tính là sẽ tháo dỡ ra để mà chuẩn bị xây dựng lại. Thì khi mà tháo dỡ ra lúc mà gom tiền để mà xây đó là quên mất cái tiền là tháo dỡ cũng tốn tiền nữa. Chứ đâu phải là không tốn tiền đâu, chỉ là để dành cái tiền xây thôi mà quên mất tiêu cái chuyện mà cái tiền tháo dỡ đâm ra nó bị hụt tiền thành ra khi mà tháo dỡ được nửa chừng rồi đó ông bà mới đình lại mới đình lại mới để ừ là thôi chắc tầm khoảng cỡ nửa tháng một tháng hay là hai tháng gì nữa đi rồi có tiền đi rồi mình hãy bắt đầu mình làm tiếp thì trong quá trình một hai tháng đó, đó là cả ba người đều ở, ở dưới tầng trệt ở trên đây nó vẫn còn cái lửng nhưng mà đã được tháo dỡ rồi mình hiểu không thì khi mà tháo dỡ như vậy đó là ông bà mới quyết định là sẽ đem cái bàn thờ xuống luôn tại vì nhiều khi mình đang tháo dỡ như vậy rồi bụi bậm vô nhiều khi là bị bể những cái bức di ảnh này nọ được của bàn thờ nữa đâm ra là mới cất bàn thờ qua một bên coi như là hai tháng đó không có bàn thờ à bắt đầu không có bàn thờ như vậy nó mới có chuyện thì lúc này nha bạn ngủ với ông bà của bạn và mình phải nói một chút xíu cái cầu thang nhà bạn mà đi từ tầng trệt lên tới cái tầng lửng á là nó sẽ có một cái nắp nó sẽ có một cái nắp mà người ta hay gọi là cái nắp hầm đó đó à, là mỗi lần mà muốn lên trên lửng là phải dở cái nắp đó lên rồi mới móc cái sợi dây vô bây giờ mình biết còn rất là nhiều nhà vẫn còn xài cái kiểu đó căn nhà ở ngoài quận ba của mình cũng còn đang xài giống như vậy luôn đó là treo cái nắp nó lên như vậy là mới đi lên được nhưng lúc này tháo dở rồi nên thành ra cái nắp nó không có được đóng lại lúc nào nó cũng nằm ở trong cái vị trí là nó đang mở hết trơn đó bây giờ vào câu chuyện tối hôm đó bạn đang nằm ngủ như vậy nè thì bắt đầu á, là bạn mới nghe một cái tiếng là nó lục đục gì ở trên gác đó thì bạn đang mê bạn đang nhắm mắt bạn bạn mê man như vậy thì bạn nghe thì bạn cứ nghĩ gì ừ chắc ông của mình lên rồi dịu như là dọn dẹp cái gì đó hay là lấy những cái đồ cần thiết đem xuống thôi đó bạn mới lăn qua lăn lại thì khi bạn lăn qua lăn lại một cái bạn lăn qua bên trái là bà mình bạn lăn qua bên phải là ông của mình ủa hai ông bà mình đang nằm hai bên của mình mà mình thì đang nằm đây nhà có ba người vậy cái người trên lầu đang lục đục là ai Thì cái lúc đó đó <laughs> Bạn mới mở mắt ra bạn nhìn Bạn vừa mở mắt ra bạn nhìn thì đương nhiên quán tính bạn sẽ nhìn thẳng Cái chỗ cầu thang đó Bạn nhìn thẳng ra cầu thang đó bạn thấy là có bắt đầu bạn nhìn Cái đầu tiên là bạn thấy là cái mắt cái chân Đó là ở trên cái kiểu như là cái bậc đầu tiên là cái mắt cái chân Xong rồi cái người đó người ta mới bước xuống Người ta mới bước từ 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 xuống mà bước rất là chậm nha bước rất là chậm cái cầu thang nó chỉ tầm khoảng 10 bậc thôi nhưng mà họ bước rất là chậm để họ bước từ 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 thì lúc này bạn cũng quan sát luôn do lúc đó là lớp 8, lớp 9 nè nếu mà lớn hơn chắc bạn ngồi và bạn la ăn cướp ăn trộm rồi nhưng mà lúc đó bạn tò mò bạn nhìn cái người đó bước còn hồi bắt đầu là thấy được đầu gối bước chút xíu thấy được cái lưng quần bước tới bậc thứ bảy thứ tám là thấy được tới cái bụng cái cái ngăn ngực rồi tới bước thứ 9 là bắt đầu thấy được nguyên một người và cái người đó là cái đầu nó là trọc lóc cái đầu trọc lóc luôn nhìn chắc có thể là đàn ông nha nhưng chỉ cái, cái điều mà kinh dị nhất là cái gì là hai cái con mắt nó đỏ ha nó đỏ chết y như mình nói là gắn hai cái tia laser giống như là hai cái tia laser trong hai con mắt giống như là trong phim robot vậy đó mọi người đó bắt đầu là nhìn qua nhìn lại mà nó sáng hửng nha nó sáng hửng bắt đầu là nhìn qua nhìn lại nhìn qua nhìn lại thì cái người này nhìn một hồi bắt đầu là mới nhìn thẳng trực tiếp vô bạn luôn thì cái người này nhìn trực tiếp vô bạn như vậy hình như là họ phát hiện được là bạn đang thức hay sao đó là cái người này mới quay đầu và mới chạy thiệt là lẹ hồi nãy lúc mà từ trên lầu đi xuống đó, là mất tới hai chục giây mới đi xuống dưới được nhưng mà khi nhìn qua phát hiện bạn đang nhìn cái người này thì cái người này quay lưng chạy lên chỉ mất tầm khoảng cỡ một giây thôi không tới hai giây nữa là quay lại chạy một cái dèo lên trên như vậy cái điều kinh dị ở đây là cái gì họ đi xuống như vậy mặc dù là lúc ở trên lửng là họ nghe cái tiếng lục đục lục đục thiệt nhưng khi họ bước xuống không hề nghe tiếng bước chân ok bây giờ đi chậm đi nhẹ không nghe tiếng bước chân đi nhưng khi mà họ phóng họ chạy lên chỉ một giây thôi mà họ chạy lên tới trên lửng đáng lẽ phải nghe tiếng chân chứ cũng không nghe tiếng chân luôn trời ơi bạn đó bạn sợ mà cái kinh dị nhất là hai cái con mắt nó sáng như tia laser đỏ chót như vậy đó bạn sợ bạn quay qua bạn ôm bà của bạn cứng ngắc như vậy nè thì ơ một hồi nó cái cũng còn nhỏ mà mọi người cái từ từ cái sợ cái miếu miếu hồi cái nó mệt cái hồi cũng chìm giấc ngủ luôn cái sáng hôm sau cái làm sao quên quên mất tiêu đáng lẽ là ừ là bà ơi tối qua con gặp ma này nọ con sợ quá này nọ đồ nhưng cuối cùng quên còn nhỏ vô tư mà vô vô lo vô nghĩ mà cái cũng đi chơi đi cà rỡn đi học đi chơi này nọ đồ bình thường cho tới cái đêm thứ hai cái đêm thứ hai này đó là bạn cũng đang ngủ, bạn không có nghe cái tiếng. Bạn không có nghe tiếng lộc cọc lộc cọc ở trên lầu nữa mà bạn có cảm giác là có người đang đá vô cái bàn chân của mình. Bạn cũng ngủ như vậy, bà bạn ngủ bên trái, ông bạn ngủ bên phải, bạn ngủ ở giữa. Bạn cảm giác như là có người người ta sút, người phải là sút đâu mà người ta lấy cái người ta lấy cái bàn chân của người ta, người ta khều vô trong cái lòng bàn chân của bạn ý như là ơi, dậy mày, ơi. Dậy đi mày, dậy đi mày đó kiểu như vậy đó là mới khều 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 vậy nè. Bạn mở mắt ra. Bạn vừa mở mắt ra một cái nha là bạn bị cứng đờ với một người luôn. Là bạn chỉ mở được con mắt thôi đó. Tay chân đầu cổ này nọ là không nhúc nhích được luôn. Và bạn nhìn thấy cái gì? Bạn nhìn thấy cái đúng cái người đàn ông đó luôn. Mặc trên người cái bộ đồ màu gì bạn không biết tại vì bạn thấy đó là một cái bóng đen thôi. Cũng là cái đầu trọc lóc như vậy luôn mà họ đang đứng ngay chỗ cái chân của bạn họ nhìn thẳng vô vô bạn luôn cũng là hai con mắt nó đỏ chót như vậy đó hai con mắt giống như là thiếu điều nó muốn phát sáng như vậy đó và họ cứ đứng ở đó như một pho tượng vậy đó họ đứng họ nhìn bạn như vậy nè thì lúc này bạn nói thiếu điều á trời ơi còn nhỏ mà bạn nhớ rõ cái cảm giác đó luôn bạn thiếu điều bạn muốn cắn lưỡi bạn chết thì thôi đó nó kinh dị quá nó ghê quá đi và họ đứng đó họ nhìn bạn bao lâu trong vòng một phút đồng hồ 60 giây mà con ma nó nhìn mọi người như vậy là nó rất là lâu đó xong rồi hết một phút như vậy họ quay đầu một cái là y như cái ngày hôm qua mà họ chạy một cái dèo lên trên cầu thang đó nhưng lúc này họ không chạy lên cầu thang mà họ chạy vô trong cái toilet và cũng chỉ như vậy cũng chỉ đúng một giây thôi nói chung là họ họ làm rất là lẹ họ vừa quay họ quay từ từ nha họ quay từ 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 từ, 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 từ quay gì nè nhưng mà khi họ vừa quay xong một cái rồi là một cái dù đó là một cái díu một cái thôi là chạy lên làng toilet là biến biến mất tiêu luôn chỉ một giây thôi là biến mất tiêu luôn trời ơi bạn làm sao nữa bạn quay qua bạn ôm bà của bạn cứng nhắc bạn ôm bà cứng nhắc như vậy đó rồi cũng chìm đi giấc ngủ ngủ cho tới sáng nhưng tới sáng cái ngày thứ ba là bạn không quên nữa không quên nữa bắt đầu là mới kể lại cho ông bà này nọ đồ nghe ừ là chuyện hai đêm trước con thấy vậy như vậy đó là ông bà tức tốc liền ha lúc này là đi mượn nợ liền bạn không nhớ là mượn nợ của ai bạn bạn chỉ nhớ là bị mượn là mượn nợ thôi là mượn tiền đứng tiền nằm gì đó để mà về để mà tức tốc là làm cái gác đó liền làm cái gác đó liền luôn đó là sau đó bắt đầu á, là trong quá trình mà làm gác như vậy nha là mới dựng đỡ cái bàn thờ lên không có để trên cao nhưng mà dựng đỡ ở trong cái góc tường hay sao đó là phải có bàn thờ mới được đó là thường xuyên thấp nhang thấp nhang thì khi mà có bàn thờ như vậy và trong cái tiến trình đang làm cái lát cái gác lửng như vậy á, là bạn không còn thấy bất kỳ cái gì nữa đó là sau khi mà đương nhiên thì làm gác xong rồi bạn bắt đầu là bạn với bà bạn lên trên gác ngủ rồi nhà có bàn thờ đầy đủ rồi đó là coi như là cho tới lớn luôn bạn cũng không gặp chuyện gì luôn đó bạn chỉ nhớ ở ừ, cái tuổi thơ của bạn lúc mà bạn mới vừa vô lớp 3 đó là bạn gặp hai một cái câu chuyện nó nó kinh dị như vậy ha mọi người ha rồi đó cũng là một cái câu chuyện ngắn của một bạn tên là vi gửi về trang facebook chuyện ma vũ mặt của mình thì hôm nay thì đa số là mình kể những câu chuyện ma nó ngắn ngắn không à chứ không có chuyện dài ha cái câu chuyện thứ tư này á là do một chị chị này chị xin phép giấu tên ha, chị gửi về cái Zalo uh, cho mình. Thì uh, chị kể cái uh, lúc đó đó là chị cũng uh, gặp uh, hiện tượng ma ở ở trong nhà trọ. Nhưng mà cái nhà trọ này thì nó nằm ở bên uh, An Phú Đông ở bên quận 12 ha. Mình nghĩ những bạn nào ở quận 12 là sẽ biết uh, bên cái khu vực này. Nhưng mà đương nhiên rồi thì uh, cái địa chỉ nhà trọ này nọ thì mình vẫn uh, xin phép mình giấu luôn tại vì họ vẫn còn đang hoạt động kinh doanh thì uh, lúc mà chị chuyển vô đây đó chị ở được uh, 2-3 ngày thì chị cũng không có, có 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 cảm giác gì cả hết nhưng á uh, chị nói đó uh, mấy ngày liên tục khi mà chị vừa mới di chuyển phòng trọ chị rất là mệt tại mình không biết mà chuyển nhà đó rồi kêu xe lôi ba gác đồ chuyển rồi ghinh đồ tủ lạnh tivi, đầu máy đồ ghinh vô đó mệt mỏi lắm rồi cộng thêm mình đâu có dám xin nghỉ đâu có nghĩa là mình làm mình đi làm xong rồi tới chiều tối mình về mình mới dọn nhà hành ra là nó mệt mỏi vô cùng <laughs> xin lỗi mọi người thì khi mà qua bên căn nhà trọ này á, thì nó Cái lý do chị chuyển qua nhà trọ này là bởi vì nó rộng rãi hơn Thì khi rộng rãi như vậy rồi á, thì chị mới mắc một cái giỏng À chị mới mắc một cái giỏng ngang đó để mà ừ là để Dù khi mình đi làm về mình không muốn nằm đất á, thì mình nằm giỏng thì chị nhớ đâu đó là cái tối ngày thứ năm hay ngày thứ sáu gì đó hai vợ chồng của chị đó là mới đi lên trên cái lửng để mà nằm ngủ thì uh, đang nằm ngủ vậy thì đương nhiên mà nhà chỉ có hai vợ chồng thôi đang nằm ngủ như vậy thì chị mới bị đánh thức là bởi vì chị nghe cái tiếng vọng cái tiếng giọng nó nghe cái tiếng có két có két chị lắng cái lỗ tai chị nghe chị mới nghĩ trong đầu nó ủa có khi nào là gió thổi không ta bắt đầu chị mới sực nhớ là tại vì lúc đó cái hoàn cảnh chị cũng còn hơi nghèo khó, hơi nghèo khó mọi người ha thành ra là chị chỉ mua được sắm đúng một cái quạt máy thôi khi nào mà ừ là cả hai vợ chồng ở dưới lửng ở, ở ở dưới chợt đó là sẽ đem cây quạt xuống khi nào mà đi lên trên lửng ngủ là sẽ đem cây quạt lên mà bây giờ cây quạt nó đang thổi phù phù dưới đây ở, ở trên đây nè thì làm sao ở dưới còn có gió nữa mà nhà trọ thì làm gì có cửa sổ bắt đầu chị lắng lỗ tai chị nghe chị vẫn còn nghe cái tiếng có két có két có két ha chị mới bò lại chị nhìn thử thì khi mà chị nhìn xuống chị thấy là cái võng nó đang đung đưa mà không hề có một chút xíu gió đâu hết mà không phải là nó đung đưa nhẹ đâu mà nó đung đưa qua lại như vậy nè Đó nó nó lắc giọng nó lắc qua lại như vậy nè mới nghe két 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 rồi chị còn thấy là cái giọng nó có cái độ trùng xuống nữa nó giống như cái giọng mà có người ngồi và cái giọng không có người ngồi nó rất là khác nhau và chị khẳng định luôn cái giọng lúc đó là có người ngồi nhưng cái người đó chị không thấy được thôi ha trời ơi chị hết hồn chị bò lùi 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 lại liền ha bắt đầu chị nghĩ trong đầu nè trời ơi mình có bị hoa mắt không ta trời mình có bị nghe lộn không ta chị bắt đầu chị khum lên chị nhìn xuống thêm lần nữa thì cái lần thứ hai là chị nhìn nó là chị thấy cái giọng nó nằm im cái giọng nó nằm im như chưa bao giờ mà nó nhúc nhích gì nó nằm im ru mà cái tiếng có két nó cũng biến mất tiêu luôn trời chị đập vô chán nè trời ơi thiệt chứ mấy bữa nay hả vừa dọn nhà vừa đi làm mệt quá đi chắc nhìn lộn rồi vừa nằm kế bên bạn trai mình giữa gi 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 với chồng chị ha chị vừa nằm cái cặp xuống một cái bắt đầu là chị nghe cái tiếng bước chân mà cái tiếng bước chân nó ở đâu mọi người biết không ngay chỗ cái cầu thang luôn là cái tiếng bước chân đi lên đi cộp cộp cọp cộp lên như vậy nè thì lúc này chị còn nắm tay bạn trai chị rờ rờ cái tay bạn trai chị giống như là chị muốn khẳng định là ủa bạn trai mình còn ừ, xin lỗi mọi người mình cứ lộn hoài chồng chứ phải là bạn trai mình xin lỗi mình lộn hoài à, chị còn gờ gờ cái tay của chồng chị coi là là phải, ừ, chồng mình có phải nằm kế bên không nha nhưng khi mà chị gờ được cái bàn tay của chồng chị rồi là lúc đó chị mới thật sự hoảng sợ lúc đó chị mới thật sự hoảng sợ bắt đầu là chị mới nhìn về phía cầu thang nha chị mới là mới nghe cái tiếng bước chân nha mà nó cũng rất là chậm nó cứ cọp 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 nó giống như là một cái một cái người lớn tuổi mà người ta leo cầu thang vậy đó nó chậm rãi như vậy trời ơi chị sợ chị cái trong lòng trời ơi nó lên tới rồi nó lên tới rồi nó lên tới rồi vậy là cái chuyện cái giống hồi nãy là không phải mình bị hoa mắt rồi chị nắm chị nắm tay chồng chị nha bắt đầu quá là chị đọc chị niệm phật à chị niệm phật chị niệm nó mô với là phật này nọ rồi đó thì khi mà chị niệm phật như vậy rồi đó là chị nghe rõ ràng luôn là cái tiếng bước chân nó vẫn có nhưng mà nó thụt lùi hồi nãy là chị nghe cái tiếng bước chân đi lên còn bây giờ là chị nghe tiếng bước chân nó thụt lùi từ từ xuống Cợp cọp 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 lôi 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 lại nó lôi theo từng cái câu kinh của của của, của chị luôn rồi lúc đó chị mới an tâm nha chị mới đọc chị mới đọc đọc một hồi nó mới chìm và giấc ngủ luôn tại vì cũng cộng thêm là chị rất là mệt rồi sáng hôm sau đáng lẽ là chị sẽ nói lại với chồng của mình nhưng mà do anh chồng thì anh cũng đang tất bật công việc với lại chị cũng nghĩ là tự nhiên tới sáng á buổi tối thì sợ lắm nhưng mà cái này là tâm lý chung thôi buổi tối thì rất là sợ ừ là sáng mai mình phải nói với chồng mình liền phải chuyển nhà trọ liền là phải cúng kiến này nọ đầu liền nhưng tới sáng có tiếng gà gái có tiếng chó sủa có mặt trời chiếu vô cái bắt đầu tâm lý nó vững hơn nó đỡ sợ hơn cái bắt đầu chị nghĩ nó thôi trời ơi chồng mình thì cũng đang làm mệt mỏi mới vừa chuyển nhà trọ xong mà bây giờ mình nói chuyện vậy nữa mà đông ổng xì chết thêm chứ làm gì mà mình cũng chưa có chắc chắn nữa Biết đâu tối qua mình mệt quá rồi mình mớ thôi Rồi mình nghe lộn thôi Thôi để tối nay thêm một đêm nữa đi Rồi nếu mà có gì đó rồi ngày mai đó Mình nói với ổng liền luôn Đó là phải giống như là phải điều tra Giống như là gọi là điều tra con ma vậy đó mọi người à, Nhưng không có kịp tới tối hôm sau đâu ha Chỉ tới được buổi trưa thôi cái lúc đó cái buổi trưa là chồng chị với chị mới đi về Nhưng lúc này thì chị lại ngủ ở trên gác còn chồng chị thì ngủ ở dưới cái giọng đó đó à, Tại vì chưa nắng quá mà hai đứa rồi Ngủ ở trên gác rồi cứ sáp sáp lại ôm ấp này nọ rồi nó nực thêm chứ được gì đâu Thôi nhường cái giọng cho chị giữa nhường nhường cái quạt cho chị chị bật quạt cho mát Còn ảnh thì ảnh nằm dưới giọng đung đưa qua lại cho nó mát là nó ok rồi bắt đầu là buổi trưa nắng nóng Mình quạt mái thổi thiêu thiêu như vậy Thì bắt đầu là mới chìm vô giấc ngủ ha Đang chìm vô giấc ngủ Bắt đầu là chị nghe tiếng bước chân nữa Cợp, cợp, Cập cập cái tiếng bước chân đi lên nhưng lần này chị không có sợ là tại sao tại vì chị thấy là cái cái gác á nó rung rinh theo từng tiếng bước chân chị mới nhớ lại tối hôm qua khi mà cái tiếng bước chân nó đi, đi, lên á là cái gác nó không có hề nhúc nhích thì bắt đầu tự nhiên chị chị nghĩ gì nè à nếu là ma đó là nó đi là nó chỉ phát ra âm thanh thôi chứ nó không có thể nào mà nó làm cho cái gác nó rung rinh được mà còn cái này mà tiếng bước chân mà cái gác rung rinh như vậy á là chắc chồng mình lên chỉ có người vừa đi thì cái tiếng mất chân nó mới gung ginh như vậy thôi thì chị cũng nằm chỉ đợi nói à chắc chồng mình nằm ở dưới ổng nhớ mình rồi ổng lên ổng nằm ngủ kế mình rồi, vợ chồng quen hơi mà chị chị cũng nằm chỉ đợi nhưng ngay lúc này đó thì bắt đầu chị mới vừa kiểu như là mình vừa cho cái 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 tâm trạng của chị là đang vui đang mừng là không phải là ma thì nó bắt đầu là nó rớt qua liền sợ hãi luôn là bởi vì chồng của chị á cái năm đó chồng của chị mới mình nói là hai mấy ba mấy đi đó, tầm khoảng cả ba mấy tuổi đi thì đi đứng nó phải nhanh chóng chứ mà tại sao cái tiếng bước chân này nó rất là chậm rãi nó chậm rãi giống như là cái tiếng bước chân tối ngày hôm qua vậy chỉ khác một cái tối ngày hôm qua cái gác không cung ginh còn bây giờ cái gác cung ginh thôi chứ từng tiếng bước chân từng cái nhịp ở giống như là từng cái cái nhịp đi như vậy là nó giống y chang nhau hết bắt đầu chị sợ chị nói chết bà rồi phải chồng mình ông ta sao chồng mình mà làm gì mà đi mà chậm dữ vậy ta đó là kiểu như vậy đó thì lúc này á chị làm cái gì chị trùm mền chị ngủ chị nói nếu mình trùm mền mình ngủ như vậy là nó sẽ tốt nhất tại vì mình trùm mền như vậy nếu mà thật sự là chồng của mình là nó sẽ lên nó sẽ kéo mền mình hay là nó sẽ bay vô nó sẽ chui vô mền của mình nó nằm chung với mình luôn còn nếu là ma đó thì mình trùm mền như vậy là mình sẽ không có thấy được con ma là mình cũng đỡ sợ đó đó là một cái cách tốt nhất luôn nha chị mới trùm mền mà trong lúc chị trùm mền chị cũng nghe tiếng bước chân gì đó cọp 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 như vậy nè tầm khoảng cỡ 30 giây sau là cái người đó người ta hoàn tất được cái 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 công đoạn mà bước cầu thang nha cái cầu thang có 10 bậc mười mấy bậc thôi mà bước và phải 30 giây là mọi người biết đi chậm cỡ nào chưa bắt đầu ha bắt đầu chỉ có cảm giác là kéo cái mền của chị chị nằm chỉ chùm mền mà kéo cái mền của chị mà chị cảm giác rõ ràng là cái mền của chị nó đang qua đầu vậy là nó tuột 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 hồi nó tuột tuột xuống cái mũi của chị nha rồi bắt đầu chị sợ nha nó tuột 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 xuống dưới cái cái cổ của chị nha thì lúc này chị mới liếc qua Tại vì trong thâm tâm của chị, chị vẫn còn nghĩ là 50-50, một là ma, hai là chồng mình đó. Chị mới liếc, liếc, liếc qua ra Thì khi mà chị liếc qua, chị thấy có bóng dáng của người đàn ông. Trời ơi, chị yên tâm, trời ơi, chồng mình, chồng mình rồi. Chị quay người qua, ở Anh Hả, tính ở Anh Hả đó. Chị quay người qua một cái ha, thì đúng là người đàn ông đó. Nhưng không phải chồng của chị, mà là một cái người, một cái ông cụ rất là lớn tuổi rồi bảy tám mươi tuổi hay gì đó nói chung là rất là lớn tuổi rồi đang đứng ngay trên đó và đang trên tay còn đang cầm cái mền đang kéo cái mền của chị nữa trời ơi, chị quay một cái chị nè đó chị sợ mọi người chị chị hít lên một cái như vậy ha là cái người đó người ta nhào lại bóp cái cổ của chị luôn không phải là bóp cổ cho chị kiểu như là ngọc thở cho chị tắt thở chị chết đâu nó khác còn cái này là họ chỉ kiểu như là họ dịnh như cái cổ để mà họ đè họ tì cái cổ của chị xuống sàn đó làm cho chị không có giúp nhích người được đó nha Họ ngồi lên người luôn cái ông cụ đó Họ ngồi lên người của chị luôn Bắt đầu hỏi bắt đầu là nói chị chửi chị nha Ai cho mày ngủ ở đây Ai cho mày ngủ ở đây Ai cho mày ngủ ở đây mà vừa nói vừa bóp bóp Mà nhấn nhấn gì nè không phải là bóp vô Mà là nhấn xuống đè chị gị gị cái cổ chị xuống Không có cho chị bật dậy đó Nhấn nhấn gì nè Ai cho mình ngủ ở đây, ai cho mình ngủ ở đây, ai à. cho mình ngủ ở đây Nói mà gồng lên mà nói rất là lớn tiếng như vậy nha Trời ơi, chị nói là chị chị bàn hoàng kinh, chị nói là bàn hoàng kinh vậy nha. Chị chịu đựng như vậy tầm khoảng cỡ 30 giây, 40 giây chị đâu có trả lời được. Chị nói trời tự nhiên hỏi vậy rồi trả lời làm sao mà họ bóp cổ đau quá. Chị cứ im, chị cứ dùng dãy mà dùng dãy đâu có được đâu. Họ ngồi lên y như là bị núi đè vậy đó. Không có giúp giúp được. 3 40 giây sau chị mới nhớ tới cái chuyện à niệm Phật. À đam mô với là Phật thì nọ rồi chứ kỳ chú đại bi thì nọ rồi đó ha thì khi mà chị vừa đọc nam mô a di đà phật đâu hai ba lần thôi là bắt đầu cái người đó biến mất tiêu đang ngồi trên người chị mà biến mất tiêu luôn không còn một chút xíu nào hết trơn đó bắt đầu lúc này chị mới bật ngồi dậy được ha thì khi mà chị bật ngồi dậy được cái cổ của chị á là nếu như là nó bị mọi người ngủ mà sai tư thế nó bị đơ cái cổ cái đơ cái cổ á không có quay qua quay lại được luôn là giống như là cái con robot vậy cái đầu chị chỉ nhìn đến đằng trước thôi quay nhẹ một cái thôi là nó đau trời ơi nó đau muốn đái một vần luôn là bị chị bị chặt cái cổ luôn á trời ơi bắt đầu chị ngồi dậy từ từ ha chị bước xuống dưới cầu thang ha bước xuống dưới rồi bắt đầu chị quay qua chị kêu chồng chị dậy anh ơi anh ơi dậy đi anh ơi em mới vừa gặp ma em mới vừa gặp ma thì chồng chị mới bật ngồi dậy liền chồng chị ngồi bật bật ngồi dậy cái chồng chị hơi 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 bắt đầu chị mới bất ngờ cái nó ủa gì vậy Trời cái gì mà mình xuống đây mình nói chuyện mình gặp ma mà mình còn chưa sợ như ổng mình mới vừa kêu ổng cái ông làm gì ghê vậy. Cái chị mới đem cái câu chuyện đó chị kể lại. Chị vừa kể câu chuyện đó xong ông chồng ổng kể lại thêm một câu chuyện nữa là cái gì? Là trong cái quá trình mà chị nghe cái tiếng bước chân cái ông nó bước lên trên đó ha 30 giây ha rồi tiếng lại giật mền của chị bóp cổ chị nọ đầu thì trong cái quá trình đó cái anh chồng ở dưới đây ảnh nằm ở trên cái võng ảnh cũng nghe y chang như vậy luôn nhưng ảnh không tài nào ảnh nhúc nhích được à là ảnh nằm chết cứng ở trên võng luôn ảnh nghe rõ ràng là tiếng bước chân nha đó ảnh nghe tiếng bước chân xong nha bắt đầu à ảnh còn nghe ừ là còn nghe ở trên gác là nghe giọng nói ừ là ai cho mày ngủ ở đây ai cho mày ngủ ở đây á nhưng trong quá trình ảnh bị đè rồi sau đó nữa chị này chị ngồi vậy chị đi xuống thì trong cái quá trình chị đi xuống là chính cái anh này ảnh bị bóp cổ y chang chị luôn nhưng mà rõ ràng chị đi xuống chị không có thấy ai hết à bồi hiểu không kiểu như ma mà, không, không, mà vô hình mà là trong cái quá trình đó là ảnh cũng bị bóp cổ ảnh cũng bị la là tại sao mày ngủ ở đây ai cho mày ngủ ở đây ai cho mày ngủ ở đây luôn đó cho tới khi mà chị lại gần chị khiêu ảnh một cái rồi đó thì ảnh mới giật mình ảnh ngồi dậy. Thì cũng có thể nói là sao Là chị này chị gặp cái ông cụ đó ngoài đời thật Còn anh này thì anh lại gặp ở trong mơ Nhưng cùng một người Cùng một thời điểm, cùng một khoảnh khắc Đó, mọi người hiểu mọi người, mọi người hiểu kịp cái câu chuyện này không ha Nó, nó, nó là như vậy đó ha mọi người ha Rồi sau đó anh chồng này anh cũng bị trật cổ Y như chị luôn Không khác gì hết trơn Hai vợ chồng không quay qua quay lại được luôn Trời ơi sợ quá Bắt đầu mới chạy ra khỏi nhà ha Cái chuyện đầu tiên là cái gì Đi hỏi những người hàng xóm à, đi hỏi những người hàng xóm đi kể lại những người hàng xóm này nọ rồi đó thì kể lại một cái rồi đó, thì những người ở trong đó cái phòng trọ là nó có tầm khoảng cỡ 7 phòng đó thì sáu phòng còn lại tất cả mọi người đều nói sáu phòng đó đó là ai cũng đã từng ở trong cái căn phòng số 7 này rồi ở đó được hai ba ngày chịu không nổi nữa bắt đầu là xin đổi phòng đó bắt đầu là mới qua phòng số 1 bắt đầu người thứ hai thì vô phòng số 2 người thứ ba thì vô phòng số 3 là cứ đưa vô đây là cái bà chủ bà cứ ừ là giống như bà thử á mọi người ừ là thôi giờ tao đưa mày vô đây mày ở được không nếu mày ở được thì thôi còn khỏe tao khỏi phải ừ là sợ ma cỏ nữa mà ai về cứ đưa vô ở hai ba ngày là dạt vào phòng khác vô ở hai ba ngày là dạt vào phòng khác cho tới lúc hai vợ chồng anh chị này vô ở thì coi như bây giờ không còn phòng nữa rồi bây giờ nếu mà muốn ở muốn muốn ở được đó thì thôi đi chỗ khác ở đi còn cách thứ hai nữa là cúng kiến đó là những người phòng trọ ta nói với nó ừ là thôi bây giờ đó giờ đâu còn phòng ở đâu mà chuyển chứ cái chuyện mà ừ là bị bóp cổ rồi nghe tiếng bước chân rồi nọ đồ rồi thì sáu phòng tụi tôi ở đây là ai cũng bị hết trơn đó tụi tôi dạt qua đây hết trơn rồi đó bây giờ có cái giờ chỉ có hai cách thôi một là ừ rồi thôi bây giờ bỏ cọc đi phòng trọ khác còn hai nữa thì cúng kiến xin thử người ta coi người ta cho ở không đó thì lúc này á là cái chị này chỉ mới quyết định là thôi chắc mình xin thử tại vì chị nói cái nhà trọ chị đang ở như vậy đó thuận tiện cho công việc của chị dữ lắm nó cũng rộng rãi nói chung là toàn bộ mọi thứ là chị rất là ưng chỉ ngoại trừ nó có ma thôi còn ngoài ra là chị rất là ưng cái phòng trọ luôn giá cũng cũng rẻ nữa mọi người đó mới quyết định vô sinh mới mua đồ cúng này nọ đồ ừ là xin ừ là thôi chắc kêu cụ á ừ thôi cụ ơi con biết là cụ khuất mặt khuất mài nhưng mà tụi con ở đây là cũng là hai vợ chồng cũng là hả công nhân cũng nghèo cũng nghèo khó lắm à, nhưng mà thôi nghèo khó như vậy nhưng mà tụi có tụi con có cái gì đó thì tụi con cho cụ ăn cái đó mong cụ phù hộ đừng có chọc ghẹo tụi con nữa cho con yên tâm tụi con làm ăn tụi con còn uh, dung đốc cho tương lai hai đứa nữa đã nói kiểu như vậy đó thì sau đó rồi thì cúng kiến xong ra mà chỉ nói ha khi cái lúc đó chị vừa chật cổ xong Qua bên nói chuyện với hàng xóm Cái cổ vẫn còn chặt Đi ra ngoài chợ mua đồ cúng Cái cổ vẫn còn nó chặt tới nỗi mà chạy xe rất là khó luôn á Không có nhìn qua nhìn lại được Chạy xe mà cái cổ thẳng băng muốn nhìn là phải nghiêng nghiêng Cái dai qua liếc liếc gì nè Cái cổ mình nó cứng ngắc gì nè đó nhưng mà về tới nhà vừa cúng sao vừa cúng xong thôi nửa tiếng sau cho tới khi mà cái nhang nó tàn một cái thôi đó nha là cái cổ tự nhiên nó nó nhẹ nó nhẹ liền ngay lúc đó luôn như nó nhẹ nhẹ liền bắt đầu quay qua quay lại anh ơi anh ơi em quay cổ được rồi nè em quay cổ được rồi ông chồng cũng vậy ừ em anh anh cũng quay được rồi họ ừ, chắc chắc cụ trứng cho mình rồi đó trứng cho mình rồi đó rồi bắt đầu từ đó cứ mỗi một tháng cúng một lần mỗi một tháng cúng một lần có ừ có hôm thì vợ cúng có hôm thì chồng cúng vậy đó và cứ ở đó một cái thời gian rất là dài luôn không còn gặp thêm cái bất kỳ cái hiện tượng gì nữa đó thì lúc này thì có một câu chuyện nó vui như vậy nè thì những người nhà trọ những người kế bên thì người ta cũng vừa nói người ta vừa chọc đó nó trời ơi biết vậy lúc mà tao ở trong đó tao gặp ma tao cúng mẹ cho rồi đi tại vì bà chủ phòng cậu bà biết cái phòng nó có ma đâm ra là bà cho mướn cái giá nó rẻ hơn so với những cái phòng khác luôn đó mình nói ví dụ như những phòng khác là 1 triệu một triệu 1 tháng đi thì phòng này có 500 trăm à. đó thì ông này ông nói trời ơi trời ơi tôi biết vậy tôi gặp ma xong tôi cúng một tháng vậy cúng tốn có 50 ngàn thôi mà đỡ được năm được 500 ngàn tiền nhà trọ bù qua sớt lại còn có bốn trăm rưỡi à trời ơi hên ghê ở gì xui ghê này nọ rồi đó thì những người kia ta cũng nói đó trời ơi nhiều khi vợ chồng, hạp, vợ, chồng hạp, vợ, chồng hạp, vợ chồng ta hạp vợ chồng ta hạp vợ chồng ta thành tâm người ta cúng người ông cụ đó ông chứng cho rồi ở được chứ ông cái mặt ông mà nhìn gian thấy bà luôn cúng người ta ai mà chứng cái ông kiểu như vậy đó ông có ở ông có cúng người ta cũng không chứng đâu ông ơi đi thôi cứ của ai nấy hưởng đi chứ làm gì ghen tị đó thì đó chỉ là mỗi câu chuyện vui thôi Nhưng mà chứng minh một cái điều là Tất cả những người trong nhà trọ đó Tất cả mọi người đều tin Cái căn phòng trọ số 7 đó Là có một ông cụ Có một vong hồn ông cụ ở trong đó À rồi thì đó cũng là một cái câu chuyện ngắn cuối cùng của ngày hôm nay luôn ha mọi người ha hôm nay thì không có kể chuyện dài thật nhưng mà được cái là kể bốn cái câu chuyện ngắn khác nhau mà câu chuyện nào nó cũng ghê hết ha ghê nhất là cái câu chuyện đầu tiên của một anh tên hiệp anh gửi về đó cái cái vấn đề mà trong cái quán bar mà mà có cái cô gái đó có ịnh cái cửa như vậy là là nó nó khá là kinh dị ha mọi người ha rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ha vì hồi nãy giờ đã lắng nghe các câu chuyện của mình. Nếu mọi người cảm thấy hay á thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết ha. Tới lúc đó đó người ta có những câu chuyện mà hay đó người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. À rồi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha. Vũ mập xin chào mọi người.